Thật là khó nghĩ. Hết Ghi ơi, trời đẹp thế này thì nên đi học hay đi chơi nhỉ? Cậu nói cái gì cơ? Đi chơi, đi chơi. Cậu đã muốn vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nghỉ một buổi học nhé. Bố còn lâu mới biết. Trời ơi, lại trốn học. Bài kiểm tra còn bị điểm ép nữa. Tại sao? Con nói đi. Tại sao? Tại hết Ghi à? Hôm nay chính cậu đã xúi con trốn học bố à? Còn đổ lỗi cho búp bê nữa. Con sẽ biết tay bố. Có đứng lại không hả? Làm gì có ai bị đánh mà đứng lại đâu bố. Đứng lại. Ui da. Bố sẽ thuê gia sư cho con. Mời các thầy cô vào. Thằng bé đang đợi ở trong rồi đó ạ. Sao nhiều người vậy chứ? Các gia sư bắt đầu giảng dạy cho ba cơ. Ủa, các thầy cô đi đâu vậy? Kì thầy, cô. Hả? Bố đang rầu rĩ thì chợt tivi chiếu một đoạn quảng cáo. Chúng tôi cam kết mọi đứa trẻ đến với chúng tôi đều trở thành đứa trẻ ngoan. À, nghiêm túc vào, tình hình là vậy đó. Nhờ thầy và nhà trường giúp đỡ cháu à. Anh cứ yên tâm, chúng tôi mà ra tay thì gạo xây ra cám. Hả? Chuyện gì vậy? Cảm ơn thầy. Kìa, hai cô. Hai cô ngồi xuống đi đã. Nước của hai cô đây. Để tôi dạy ba cơ. Tôi sẽ dùng tình cảm và sự yêu thương của một giáo viên để cảm hóa cậu bé. Không được, thầy hãy giao tôi đi. Tôi sẽ dùng kỷ luật và khuôn phép để thay đổi cậu bé. Phương pháp dạy của tôi mới đúng. Của tôi mới đúng. Của tôi. Của tôi. Mình nên chọn ai đi? Đúng rồi. Thôi được rồi. Nếu cô Annabella đã xung phong thì học sinh này tạm cho cô đi. Dạ dân. Đáng sợ thật đấy. Ngày hôm sau. Cậu thua rồi. Ai thế kia? Chào các em. Yeah. Ê, các cậu sao mà vui vậy? Cô Annabella là giáo viên dễ tính nhất trong trường mình đấy. Học kỳ này cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em nha. Wow. Yeah. Cậu ta sao vậy? Yeah, hoàng hôn. Á xì. Động đất sao? Rồi. Bác cơ, nếu em chăm chỉ học hành, cô sẽ cho em gói bim bim siêu to khổng lồ này. Wow, em làm bài ngay đấy ạ. Tốt lắm. Học bài đi em. Dân, em học đi. Wow, lại có động lực học rồi. Em cảm ơn cô. Cô không chịu mua gà rán thì em không học bài nữa. Nhưng mà cô không còn tiền. Gà rán, gà rán, gà rán. Trời ạ. Em phải học về bản thân mình chứ. Ức, là cô à. Đến lượt tôi. Tôi đi đứng kìa. Gà rán, gà rán. Bye bye. Từ giờ cô sẽ là chủ nhiệm mới của các em. Toàn rồi. Các cậu sao vậy? Hả? Cô. Chắc em là ba cơ. Tôi sẽ đặc biệt quan tâm tới em nhiều hơn. Quả này cậu ta xong đời rồi. Chúng mình định một cách cậu ta thì hơn. Ơ. Đáng sợ quá. Trật tự. Từ giờ các em hãy quên cách dạy của cô Annabella đi. Vì cô sẽ cho các em trải nghiệm sự giáo dục chân chính. Em muốn học của Annabella. Trời ạ, học bài thôi. Quy tắc trong lớp, không tự ý phát biểu khi cô chưa cho phép. Ba cơ, có phải em chưa làm bài tập không? Em ngay lập tức hít đứt 50 cái. Em. Ui giời,
Dừng ạ. 15, 16, 17, 18. Mỗi nghiệp. Mỗi tai quá. Câu này sai rồi. Em viết lại đi. Cô cho em nghĩ một chút được không? Đưa cô ấy lên phòng sám hối đi. Ôi không. Học bài, học bài, học bài. Làm bài, làm bài, làm bài. Chăm chỉ làm bài, chăm chỉ làm bài, chăm chỉ làm bài. Tôi nhờ hai cô dạy bắt cơ thành đứa trẻ ngoan. Sao giờ nó thành cái máy? Thầy uống miếng nước đi cho ngọt giọng. Úi giời, thằng đây thầy. Cái gì thế này? Dễ lau bảng. Giáo dục trẻ cần cả cứng và mềm. Hai cô đừng hơn thua nhau nữa. Hãy cùng dạy đứa trẻ này đi. Chăm chỉ làm bài. Được. Vậy là cô Anna Bella quyết định cùng cô Wednesday hợp tác kết hợp hai phương pháp để dạy dỗ ba cơ. Làm xong bài mới được ăn. Dân à. Tốt rồi. Bài kiểm tra của em đi. Wow, mình được điểm A cộng rồi. Yeah. Em cảm ơn hai cô. Em về khoe với bố em đi. Yes. Mỗi đứa trẻ chính là những tờ giấy trắng. Nếu bạn làm bẩn nó, tờ giấy không còn sử dụng được. Nhưng nếu bạn cẩn thận vẽ lên nó sẽ trở thành một bức tranh đẹp. Mong rằng mỗi người cha người mẹ đều sẽ tìm được cách giáo dục tốt nhất cho con trẻ. Khoa tay lúc xoáy siêu nhân nhện đây. Mài vô mọi người ơi. Lại đây mau mọi người ơi. Các cậu, giờ ủng hộ quán khoai tây của bọn tớ đi nào. Dù ai nói ngã nói nghiêng thì khoai tây lốc xoáy mình làm rất ngon. Wow, nhìn có vẻ hấp dẫn ghê. Các cậu cứ yên tâm, đảm bảo không ngon không lấy tiền. Bỏ ăn cho nóng, cũng thơm đấy. Không biết phản ứng của các cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ? Cái gì thế này? Là khoai tây lốc xoáy. Khoai làm sao vậy ạ? À? Sao nó có thể ngon như vậy chứ? Ôi, con tim nhỏ bé của mình. Thế thì phải mua nhiều ủng hộ chúng tớ nhé. Nhất trí. Bực mình quá đi mất. Đây tiền đây, bọn mình cảm ơn nhé. Yeah, vậy là chúng ta bán được hàng rồi. Dám tranh giành địa bàn làm ăn của ta. Thật không biết sợ đây mà. Dạ dân, ngày mai phải phá bọn nó cho tao. Dạ, nhưng bằng cách nào ạ? Lại đây. Em hiểu rồi đại ca. Cơ hội đây rồi. Anh ơi, giờ ăn khoai tây lốc xoáy đi ạ. Không ngon là không lấy tiền đó anh. Thế cho một que đi. Lần sau lại ủng hộ bọn em nhé anh trai. Anh đi nhé. A few moments later. Lần này anh em kiếm được bội tiền rồi. Chào hai cháu. Tôi nhận được thông báo có người bị ngộ độc do ăn khoai tây lốc xoáy ở quán hai cháu. Ơ, chú cảnh sát, có sự hiểu lầm rồi. Khoai tây bọn cháu làm an toàn lắm mà. Chúng tôi sẽ điều tra thêm. Chú ơi, đừng mà. Cuối cùng thì quán của chúng cũng bị dẹp rồi. Anh cảnh sát ơi. Thưa anh cảnh sát, tôi ăn cái này xong liền bị ngộ độc. Cái này tôi mua ở quán đằng kia kìa. Công nhận cái của đại ca thật thông minh. Vừa khởi nghiệp được 2 ngày đã thất bại rồi. Tiền tiết kiệm cả năm của em đấy. Chắc chắn có gì mờ ám ở đây. Thôi đừng khóc, anh sẽ nghĩ cách. Hả? Sao tên kia cứ lấp ló ở đó vậy ta? Thật đáng nghi. Thôi chết, lộ rồi. Anh Bella, về trước đi, anh đi đây một lát. Anh đi đâu vậy? Tên kia, đứng lại mau. Đứng lại để mà chết à? Không có ngu đâu. Này thì chạy này. Muốn chạy khỏi tay ta mà dễ sao? À, đau. Bỏ ra, bỏ ra. Ngươi bỏ trước. Không, ngươi bỏ trước đi. Nhóc con, ngươi cũng can đảm thật đấy. Hả? Ngươi đụng nhầm ngươi rồi. Không được tới gần. Tôi báo cảnh sát đó. Ngươi dám cướp địa bàn của ta lại còn dám mạnh mồm sao? Hôm nay tôi cho ngươi một bài học. Hả? Chú ơi, ở đó kìa. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Không có gì đâu mà. Cảnh đã bị bắt. Về đồn mau, nhanh lên. Cháu cảm ơn chú. Anh có sao không? Làm sao biết là anh ở đây vậy? Là gì thế này? Hả? Camera sao? À,
mình có ý này. Chú cảnh sát ơi, mau nhìn nè. Trong điện thoại xuất hiện tên lính đỏ đang rình rập. Sau đó hắn biến thành khách hàng. Hắn tới mua khoai tây của hai anh em như kịch bản đã đề ra. Nhưng điều không ngờ rằng hành động bỏ thuốc vào khoai tây của hắn đã bị camera thu lại toàn bộ. Quá ra chính là như vậy. Không hổ danh là em gái của anh, đỉnh của chớp luôn. Em à, mình đi thôi nào. Tiệm khoai tây lốc xoáy siêu nhân nhện đã trở lại rồi đây mọi người ơi. Mãi vô bà con ơi. Tôi mua một cái. Cảm ơn quý khách. Cho tôi một cái đi. Dạ dân đây ạ. Thật may mắn, hai anh em James và Annabella đã được vinh quang. Cả hai mở lại quán khoai tây của mình. Lần này lượng khách còn đến đông hơn cả lần trước. Đúng là ở đây thì sẽ gặp lành mà. Xe ôm 5 sao. Hả? La 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 la. Ý giời. Chị gái xinh đẹp đi xe ôm không? Tôi giảm giá cho. Không. Đi đi mà chị. Em lấy rẻ lắm. Ơ kìa. Chị ơi. Chị ơi. Hả? Chào người đẹp. U là trời. Người đâu mà đẹp trai thế. Tặng em. Người đẹp thì phải ngồi xe đẹp chứ. Không chơi anh nghèo. Lên xe anh đèo. Ủa thật đấy. Chỉ được cái mã ngoài. Chắc gì cậu đã có bụng mỡ như tôi. Hôm nay ế ẩm thế nhỉ. A few minutes later. Sao giận chẳng có món khách nào vậy. Không được. Cần cù bù siêng năng. Có làm mới có ăn chứ. Một tiếng sau. Trong khi nhện đen đang ngủ say thì ở một góc đối diện xuất hiện một tên trộm vô cùng khả nghi đang lén lút rình rập. Dạ. Hả? Tí thì rơi tim ra ngoài. Chiếc xe nhìn cũng được đấy. Cơ hội của mình đến rồi đây. Tôi xin lỗi. May quá, vẫn chưa bị phát hiện. Bữa nay nhà ngươi xui rồi. Tạm biệt nhé. Đường này hình như cũng không đúng. Bây giờ nên đi hướng nào? Hướng này hay hướng này nhỉ? Thôi mình bị lạc rồi, làm sao bây giờ? Có người đến. Anh gì ơi, em ở đây. Ở đây nè. Dừng lại. Làm cái gì vậy? Đi thôi nào. Ơ kìa, anh bị lắc à? Get go, đi nào. Quá ra là vậy. Mau đi nhanh lên nào. Ừ dạ. Ngủ xong một giấc, bụng đói cồn cào rồi. Phải kiếm cái gì đó bỏ bụng thôi. Hả? Xe của mình đâu mất rồi? Xe tôi đâu rồi? Ơ, cái gì vậy nhỉ? Cậu ấy bị sao vậy nhỉ? Cậu sao đấy? Cậu có thấy chiếc xe của tớ đâu không? Cái xe cậu vẫn hay đi à? Đúng rồi, cậu có thấy không? Không thấy. Ôi trời ơi, phải làm sao bây giờ? Thôi, cậu đừng khóc, đừng lo quá. Chúng ta cùng đi tìm nhé. Nhưng mà tìm bằng cách nào chứ? À, tớ đã có cách. Để tớ suy luận xem. Lúc nãy cậu dừng xe ở đây đúng không? Có vết bánh xe mà lại không có xe ở đây là sao? Chứng tỏ tên trộm lái xe đi chứ không phải là dắt xe. Giờ này còn đùa được nữa à? Hả? Xe của tớ. Đuổi theo mau. Cảm ơn anh đẹp trai nhé. Cho em xin lại túi đồ ăn nào. Annabella. Thôi chết.
Ô này, đồ ăn của tôi. Tức thật chứ, để hắn thoát mất rồi. Barker liền lập tức kể lại toàn bộ câu chuyện về chiếc xe của nhện đen bị mất cắp, rồi sau đó phát hiện hắn chính là kẻ đang chở Annabella trên chiếc xe đó cho Annabella nghe. Không chấp nhận được mà. Lại đây nào, bây giờ hai người hãy làm theo kế hoạch này. Yeah. Sao mà dừng lại rồi? Trời ạ, sao lại hết xăng lúc này chứ? Mệt quá đi mất. Nước đây rồi. Quá đã. Ui da, bụng của ta. Thoải mái quá. Hả? Cái gì vậy? Ngày gì mà đen vậy chứ? Hả? Trói hắn lại mau. Còn lâu nhá. Có giỏi thì nhảy nữa đi. Nhảy này. Này thì khỏi chạy nhé. Hả? Thôi xong rồi. Anh ơi, tha cho em sai rồi. Để xem nhà ngươi lần sau còn dám ăn trộm nữa không. Anh ơi, tha cho em không dám nữa đâu. Đi nhanh chân lên. Anh Barker. Thôi rồi. Người nào dám phá giấc ngủ của ta? Em chứ ai. Anh Barker, sắp Noel rồi đó. Em sẽ ước mình trở nên thật xinh đẹp. Chắc ông và Noel sẽ đồng ý thôi. Cái đồ ngây thơ. Ông và Noel làm gì có thật. Có. Không. Có mà. Không. Ôi trời, Barker và Annabella chỉ vì chuyện này mà xảy ra cãi nhau mất rồi. Vẫn tin là ông và Noel có thật à? Đồ trẻ con, lêu lêu. Hey Shalu, lại là anh đây. Sau khi xảy ra tranh cãi rằng ông già Noel có thật hay không, thì Barker không hề để yên cho Annabella. Bất cứ khi nào gặp Annabella thì cậu đều chấp lấy cơ hội để trêu chọc. Cái đồ đáng ghét. Ông già Noel đây. Anh, tức thật. Anh đứng lại đó cho em. Ông già Noel là có thật. Anh đừng có quá đáng nhé. Hai đứa lại chia cho với nhau rồi. Bố mẹ về rồi đây. À, bố mẹ về. Để đây nào. Wow, đẹp quá. Bố ơi, cây thông này to thế. Hãy cùng nhau trang trí cây thông nhé. Nhớ đừng có chạnh chọe nhau nữa đấy. Vâng ạ. Dạ. Em trang trí đẹp chưa này? Cái này phải treo ở đây mới đẹp. Mình đi thôi anh. Vậy là Barker và Annabella tạm gác lại tranh luận và cùng nhau trang trí cây thông Noel như lời bố mẹ dặn. Cả hai đều rất vui vẻ cùng nhau làm việc. Đã xong.
ông đang bận, để hôm sau nhé. Hả? Ông già Noel chưa đi được đâu, ông không được đi. Sao số tôi lại khổ thế này? Ông ơi, cho cháu xin một điều ước được không? Phải làm sao đây? À, có cách rồi. Được, ta sẽ giúp các cháu. Yeah, thật tuyệt vời. Nhưng sẽ phải đánh đổi một món quà quý giá nhất của các cháu. Đi nào. Trà ngon đấy. Ông ơi. Món đồ quý giá nhất của cháu đây à? Cũng nặng tay đấy. Cháu phải tiết kiệm mãi mới được đấy. Ông có thể biến cháu trở nên vừa xinh đẹp vừa học giỏi được không à? Được, tất nhiên là được. Chờ ông một chút nhé. Úi giời ơi, thúi quá. Như này mà gọi là đồ quý giá sao? Dạ đây à. Đây mới là quý giá, hàng riêu ạ. À, em mất bố mẹ anh giấu củi đen nhé. Yên nào, của cháu đây. Ông nhớ biến cháu thành cầu thủ đẹp trai nhất thế giới nhé. Yên tâm, chắc chắn sẽ được. Kia kìa, đây này. Cái kia nữa kìa. Parker và Nabella hoàn toàn không biết bản thân đã bị lừa. Cả hai đều răm rắp làm theo những gì ông già Noel giả mạo chỉ đạo, chỉ để mong điều ước của mình thành sự thật. Ui da cũng nhiều đấy. Ông chào hai đứa nhé. Chúc Giáng sinh vui vẻ. Cậu này, sao lại vào nhà tôi? Đứng lại ngay. Ố, sao vậy nhỉ? Ui da. Ăn trộm sao? Cháu xin lỗi, cháu sai rồi. Cháu chỉ muốn tặng em gái một món quà Giáng sinh mà thôi. Ơ, chuyện này là sao? Cái gì đây? Chắc chắn là em gái của thằng bé. Thôi, em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Mà anh sẽ tặng em một món quà thật đẹp nha. Dạ vâng ạ. Hả? Cháu xin lỗi, cháu sai rồi. Cô chú tha lỗi cho cháu đi ạ. Ơ. Giáng sinh là phải vui vẻ nhé. Merry Christmas. Trời ơi, tối quá. Đáng lẽ mình nên về sớm hơn. Đường vắng thật đấy, chẳng có một bóng người. Ơ, cái gì trong bụi cây vậy nhỉ? Quái vật. Cứu tôi với. Tiếng hét lớn vang vọng trong đêm truyền đến tai một sinh vật kỳ quái đang trơ mình ngủ trên cây ở gần đó. Có chuyện gì ồn ào thế nhỉ? Đừng lại gần đây. Dám chuyện với giấc ngủ của ta sao? Ai đây? Tránh sang một bên đi. Ôi, đáng sợ thế. Quái vật bị đánh bại rồi. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Không có gì ạ. Cháu là ai? Cháu đến từ đâu vậy? Cháu không biết. Cháu không có gia đình. Này cháu, cháu có muốn về nhà với cô không? Cháu. Dạ có ạ. Vậy chúng ta đi thôi. Annabella ơi. Annabella. Ơ, mẹ về rồi. Mẹ ơi, sao hôm nay mẹ về muộn vậy? Xin chào em gái. Đây sẽ là anh trai đặc biệt của con. Gì cơ, anh trai hả? Không, không bao giờ.
đó không phải là anh trai của con. Con bé thật là... Thôi, không sao, mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Dạ Dân ạ. À. Người đâu mà kỳ lạ, đến đũa cũng không biết là gì. Đồ ăn tới rồi đây. Ngon quá đi. Hả? Đây là gì? Được không nhỉ? Ê, nhện, nhện. Món ngon đây rồi. Sao anh lại ăn cái thứ này vậy chứ? Có chuyện gì hả? Anh Bella, sao lại bắt nạt anh như vậy chứ? Con. Ơ, em gái. Cút đi. Ra khỏi phòng tôi ngay. Ra mau, đi mau. Đúng là ông anh trời đánh mà lại. Lạnh quá. Trời sáng rồi, dậy thôi. Hơ, đúng là đồ lười biếng. Dậy nào. Hơ, nóng quá. Đóng, đóng cửa lại. Ôi, hết cả hồn. Vậy là sao chứ? Có chuyện gì hả? Hơ, nóng quá. Ồ, hóa ra chính là sợ ánh sáng. Anh ta sẽ không bao giờ được ra ngoài chạy nhảy nô đùa. May quá, cơ thể mình chưa bị thương. La 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 la. Nay mua được bỏng ngô rẻ ghê. Ui da. Tay của mình đau quá. Hả? Là đứa nào bị úp lên đầu rồi kìa. Bắt lấy nó. Dám chế giữa bọn ta sao? Bán nó đi sẽ có rất nhiều tiền. Không, đừng lại gần đây. Tiếng hét của Annabella lan tỏa trong không khí và truyền đến tai người anh ma cà rồng đang ở nhà. Hả? Là Annabella. Đi mau. Thả em ấy ra. Anh ơi. Muốn chơi trò anh hùng sao? Ủa, hắn đâu rồi? Ủa, chết này. Để anh cởi trói cho. Hãy xem ta đi. Hả? Chạy mau. Ôi không. Nóng quá. Mình không chịu nổi mất. Anh, mau chạy lại đi. Thì ra là thế. Cho nó biết lễ độ đi. Tránh ra, không được phép làm hại em gái của ta. Nóng quá, rút thôi. Các người đừng học. Không. Anh ơi, anh tỉnh lại đi. Anh ơi. May quá, anh tỉnh rồi. Thật vui khi được làm anh trai của em. Tạm biệt. Hả? Anh ấy đâu rồi? Sau khi cứu Annabella, ma cà rồng liền tan biến thành tro bụi bay đi, để lại Annabella với nỗi ân hận muộn màng.